Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, mới đây, ngay sau khi trở về từ chuyến thị sát hai vùng sáp nhập từ Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra các vấn đề liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng hóa đến các vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine, đồng thời yêu cầu chính phủ khắc phục. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ, người Nga ở các vùng mới sáp nhập đang gặp phải các vấn đề vận chuyển hàng hóa do ùn tắc ở các chốt kiểm soát. Đặc biệt, việc thông quan gần như không thể ở cửa khẩu Gukovo giữa tỉnh Rostov của Nga với Lugansk. Ông yêu cầu các cơ quan chính phủ Nga nhanh chóng khắc phục tình trạng này. Trước đó, nhà lãnh đạo Nga thừa nhận tình hình ở Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vô cùng khó khăn. Do đó, ông đề nghị các cơ quan an ninh của Nga đảm bảo an ninh tối đa, tôn trọng quyền và tự do của người dân ở các khu vực mới sáp nhập. Theo thông tin từ Điện Kremlin, Tổng thống Putin hôm 17 tháng 4 đã có chuyến thị sát bất ngờ đến vùng Kherson và Lugansk, hai trong số 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi năm ngoái. Tại đây, ông đã đến thăm sở chỉ huy lực lượng Nga, nghe báo cáo từ các chỉ huy quân sự. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến tỉnh Kherson và Lugansk kể từ khi chiến sự nổ ra. Tháng trước, ông cũng lần đầu đến thành phố Mariupol do Moscow kiểm soát ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk từ tháng 10 năm ngoái sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Theo giới quan sát, đây là một phần trong kế hoạch của Moscow nhằm lập hành lang trên bộ từ Nga đến bán đảo Crimea. Tuy nhiên, đến nay Moscow vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn 4 vùng trên. Ước tính Nga đang kiểm soát khoảng 95% diện tích tỉnh Lugansk, trong khi các cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev ở tỉnh Donetsk vẫn rất khốc liệt, giằng co, đặc biệt tại thành phố Bakhmut. Tháng 11 năm 2022, Nga phải rút quân khỏi thành phố Kherson, chuyển hết lực lượng khí tài từ bờ Tây sang bờ Đông sông Dnipro. Moscow nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng sẽ không từ bỏ 4 vùng lãnh thổ sáp nhập gần đây. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hồi tháng 2, có những thực thể nhất định đã trở thành yếu tố nội bộ. Ý tôi là những vùng lãnh thổ mới. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề này. Đó là những thực thể quan trọng. Nga coi việc sáp nhập 4 vùng của Ukraine là thực tế lãnh thổ mới mà Kiev phải chấp nhận khi muốn đàm phán chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ. Hòa đàm chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi biên giới Ukraine được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, tuần trước bất ngờ đề xuất Nga nên thông báo đã đạt mục tiêu đề ra và kết thúc chiến dịch quân sự để củng cố các khu vực đã kiểm soát ở Ukraine. Ông Prigozhin viết, vì lợi ích của chính phủ Nga và vì lợi ích của toàn xã hội, cần phải chấm dứt hoàn toàn chiến dịch quân sự này. Lãnh đạo nhóm Wagner chỉ ra rằng Nga nắm quyền kiểm soát biển Azov và một phần lớn của biển Đen, đồng thời giữ quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ cần thiết ở Ukraine để tạo ra một hành lang trên đất liền tới Crimea. Thưa quý vị, trong bối cảnh giao tranh khốc liệt, Nga đang tập trung lực lượng lớn nhất ở Bakhmut và muốn kiểm soát hoàn toàn thành phố, gây tổn thất đáng kể cho Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố các đơn vị quân sự nước này vẫn nỗ lực trụ vững ở thành phố Bakhmut và vùng Donetsk, kìm hãm các cuộc tấn công của đối phương. Tướng Switsky, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine khẳng định Bakhmut vẫn là tâm điểm trong cuộc tấn công của Nga khi cuộc chiến giành thành phố miền đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết tổn thất của Nga ở thành phố Bakhmut cao hơn gấp nhiều lần so với tổn thất của Ukraine, đồng thời thừa nhận quân đội Nga đã tiến vào một số khu vực của thành phố. Bà Malia nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước của Ukraine hôm 19 tháng 4, đối phương đang nỗ lực hết sức để kiểm soát thành phố. Họ không chỉ tập trung các đơn vị chuyên nghiệp chính của họ ở đó, Wagner, lực lượng đặc nhiệm, lực lượng không kích, họ còn đưa các vũ khí và thiết bị đến đó. Bà Malia thừa nhận họ không thể chiến đấu trên đường phố với chúng tôi vì họ sẽ thất bại. Vì vậy, họ đã triển khai chiến thuật mà họ từng sử dụng ở Syria và đang quét sạch các tòa nhà. Trong bối cảnh như vậy, rất khó để giữ các vị trí. Trên thực tế, không thể cầm chân họ trong tình huống như vậy. Do vậy, ở một số khu vực, đối phương đã tiến công thêm một chút. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, bước tiến ở Bakhmut khiến lực lượng Nga chịu tổn thất lớn. Bà Malia nói thêm, đối với Nga, đây có lẽ là một trong những chiến dịch tốn kém nhất bởi vì họ đã tiêu tốn rất nhiều thiết bị và vũ khí, đồng thời bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy ở quy mô lớn. Họ đang chịu những tổn thất to lớn ở đó. Những tổn thất này lớn hơn nhiều lần so với tổn thất của chúng tôi. Bà Malia nhận định việc đẩy lùi các lực lượng Nga ở Bakhmut là nhiệm vụ quan trọng
không chỉ vì những tổn thất mà Ukraine có thể gây ra cho Moscow, mà còn vì mục tiêu ngăn cản quân đội Nga tiến xa hơn. Quan chức quốc phòng Ukraine nhấn mạnh đây là một chiến dịch phòng thủ rất quan trọng không chỉ cho khu vực này mà còn quan trọng trong bối cảnh đối phương đang tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ngoài Bakhmut, giao tranh đang diễn ra khốc liệt nhất dọc theo mặt trận Donetsk ở Liman, Avdiivka và Mariinka. Quân đội Ukraine cho biết thêm, tại khu vực Liman phía đông bắc Bakhmut, đối phương đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần vùng ngoại ô phía nam của Kremlin. Ở khu vực Mariinka, lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của đối phương ở Mariinka và Pobeda. Ukraine xác nhận lực lượng Nga không đạt được bước tiến nào trong chiến dịch quân sự ở thành phố Avdiivka, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm hôm 18 tháng 4. Avdiivka còn được gọi là Bakhmut thứ hai do sự khốc liệt của những trận giao tranh tại đây. Thành phố tiền tuyến Avdiivka ở vùng Donetsk là một trong những chiến trường căng thẳng nhất tại mặt trận miền đông Ukraine trong thời gian qua. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, thành phố Avdiivka đang bị quân đội Nga bao vây từ ba hướng. Thưa quý vị, gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận Ukraine đã nhận được lá chắn phòng thủ tổ hợp phòng không Patriot đầu tiên từ phương Tây, vũ khí có thể giúp Kiev đối phó các cuộc tập kích của Nga, và nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine đã học cách làm chủ hệ thống vũ khí này nhanh nhất có thể. Một ngày trước đó, Đức thông báo đã chuyển Patriot tới Ukraine. Đức cam kết sẽ gửi một khẩu đội Patriot tới Ukraine. Mỗi khẩu đội có từ 4 đến 8 bệ phóng, mỗi bệ có sức chứa 4 tên lửa. Mỹ là nước đầu tiên thông báo chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12 năm 2022 như một phần của gói viện trợ quân sự. Ngoài ra, Hà Lan tuyên bố cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot và một số tên lửa. Hồi tháng 3, các quân nhân Ukraine đã hoàn thiện khóa huấn luyện vận hành Patriot sớm hơn dự kiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Mỹ, hệ thống radar của Patriot kết hợp các chức năng giám sát, theo dõi hiện đại, khiến nó trở nên nổi bật so với các tổ hợp phòng không khác. Hệ thống gần như tự động theo dõi, xác định các mối đe dọa trên không và chỉ cần quyết định phóng cuối cùng từ con người vận hành nó. Patriot là một hệ thống đánh chặn phòng thủ tên lửa di động đặt trên mặt đất. Nó có thể phát hiện, theo dõi và phá hủy máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật hoặc tầm ngắn. Bệ phóng tên lửa có thể hoạt động tách biệt khỏi radar và trạm điều khiển và bắn tên lửa trong vòng chưa đầy 9 giây. Sau khi tên lửa được phóng, hệ thống sẽ truyền dữ liệu trở lại trạm radar, giúp dẫn đường cho tên lửa đến mục tiêu. Mỹ quyết định cấp Patriot cho phía Kiev để phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh Nga trong vài tháng qua liên tục tập kích dồn dập trên khắp lãnh thổ Ukraine. Các vũ khí này được cho sẽ giúp Ukraine đối phó với chiến thuật mưa hỏa lực của Nga. Quân đội Ukraine ngày 19 tháng 4 cáo buộc Nga đã tiến hành 60 cuộc không kích trong 24 giờ qua, khi giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine, đặc biệt là trong và xung quanh thành phố Bakhmut ở Donetsk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thông báo, trong ngày qua, đối phương đã phóng 4 tên lửa và thực hiện 60 cuộc không kích với 58 quả đạn từ hệ thống hỏa lực phóng loạt, có dân thường bị thương trong các vụ tấn công. Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi hơn 60 cuộc tấn công của Nga trên các mặt trận trong 24 giờ qua. Ngoài ra, phía Kiev nói Nga đang trong thế phòng thủ tại Zaporizhia ở khu vực Đông Nam và Kherson ở miền Nam. Không quân Ukraine thông báo vào đêm 18 tháng 4, Nga đã tập kích thành phố cảng Odessa bằng các UAV tự sát. Các binh sĩ của lữ đoàn tên lửa phòng không Odessa thuộc Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam đã phá hủy 10 trong số 12 máy bay không người lái Shahed 136-131 của Nga. Thông báo cho hay, không có thương vong nào được ghi nhận.